Một ngày số lượng đáp ứng của một năm từ 100 đến 150 chuyến. Gần đây thì do Covid thì nên cái lượng bệnh nhân mà cấp cứu gọi ngoại viện thì họ sẽ giảm đi. Nhưng mà thực ra giảm thì lại sẽ cái số lượng bệnh nhân Covid sẽ lại tăng lên. Cái việc mà để chuẩn bị cho một kíp cấp cứu thì trên nhân lực hiện tại ở một năm thì gồm 3 người. Một là kíp trưởng bao gồm y bác sĩ, thứ hai là điều dưỡng, thứ ba là và lái xe. Anh chị em phải chuẩn bị thuốc và cần vận chuyển Covid thì các bạn phải mặc trang phục phòng hộ trước khi đi. Công việc khi mà có dịch thì tức là áp lực mà và vất vả hơn rất nhiều so với công việc bình thường. Bệnh nhân nếu không diễn biến nặng thì người ta rất là lo lắng, rất sợ hãi. Mình phải động điện, động viên an ủi người ta cho người ta yên tâm. Thế khi mình đứng cạnh bệnh nhân thì mình nói là bác cứ yên tâm, đã có bác sĩ bên cạnh rồi. Còn là có nhân viên bên cạnh rồi, các bác cứ yên tâm. Đấy, mình cấp cứu xong đưa bệnh nhân đến viện. Bây giờ bọn mình cấp cứu toàn bệnh nhân nặng nhiều lắm. Nên là cái chết bao giờ kế bên đến nơi chưa nhận bệnh nhân có thể tử vong rồi. Nên là làm thế nào phải rất cực nhanh ấy, để cho bệnh nhân vào viện thôi. Mình phải theo thôi. Mới đầu tiên sợ nhưng mà dần dần thì cũng quen rồi. Cái này là thôi, sinh ra nghề thì phải chấp nhận thôi. Và phải hy sinh tất cả vì nghề nghiệp của mình. Các con thấy các chồng cũng vậy, nó cũng phải chấp nhận cái nghề của mình là như thế thôi. Trong năm mới nhân viên y tế mong ước là hết dịch cho nhanh. Thực ra thì những ngày Tết ấy và những ngày bình thường thì đối với công việc của một năm thì gần như là cũng không thay đổi nhiều. Và trong 2-3 năm gần đây thì ngoài cái việc vận chuyển cấp cứu ngoại viện ra thì có thêm cái nhiệm vụ đó là vận chuyển bệnh nhân F0. Nên vì vậy là dự báo cũng như mọi năm thôi thì khả năng những dịp Tết thì cái lượng cấp cứu của bên 115 sẽ tăng lên. Một năm gần đây thì hầu hết là anh chị em sinh hoạt rất nghiêm túc và là không có đi đâu chơi, không được nghỉ mát hoặc là đưa con cái đến nơi vui chơi công cộng, là hầu như là các bạn cũng không có đấy. Chỉ mong muốn rằng là dịch nó chóng nhanh và để anh em trở về cái trạng thái bình thường mới.